Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn vừa có điện khẩn báo cáo đề xuất với thủ tướng tạm thời dừng tiếp nhận hàng hóa lên cửa khẩu Tân Thanh để xuất khẩu sang Trung Quốc trong 15 ngày kể từ ngày 16 tháng4 lý do theo chi cục Hải quan Tân Thanh Trung Quốc đang siết chặt các biện pháp kiểm soát dịch bệnh khoảng một tuần trở lại đây có khoảng 1.000 xe hàng nằm ở khu vực cửa khẩu Tân Thanh để chờ xuất sang Trung Quốc chủ yếu là nông sản Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn cho rằng với số lượng xe hàng tồn ở cửa khẩu Tân Thanh như hiện nay, thì phải mất khoảng 20 ngày mới giải phóng hết được, khiến chi phí gia tăng, chất lượng hàng hóa giảm, gây thiệt hại cho doanh nghiệp.